Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Tiếng Trung Không Khó của mình. Hôm nay chúng ta sẽ sang phần bài khóa của bài 1 trong quyển HSK5, giáo trình chuẩn. Tì yi khờ, ai de xì jie. Điện thái yào xuyển chú yi đuôi zui ân ai de phú chi. Đuôi bì hậu yếu sàn đuôi phú chi rù vầy. Pình vầy chào tì yi đuôi phú chi xuô xuô ta lẻ sư rù hờ ân ai de. Chí zi xuô, chén jì nian ta chuyển sân tan hoàn lờ. 医生说，她站起来的可能性很小。别人都觉得她的丈夫会跟她离婚，她也想过要自杀，但丈夫一直鼓励她，为她布置找了多少家医院，并且几年如一日的照顾她，从不抱怨。在丈夫的爱护和努力下，她终于又站了起来。她的故事十分感人。 评委们听了都很感动，随后进来的是第二对夫妻，他俩说，十几年的婚姻生活中，他们从来没为任何事，红过脸，吵过架，一直相亲相爱，相敬如宾，评委们听了暗暗点头，轮到第三对夫妻了，却很长时间不见人。 评委们等得有些不耐烦，就走出来看个究竟，只见第三对夫妻仍然坐在门口，男人的头靠在女人的肩膀上睡着了。一个评委要上前喊醒那个男的，女的却伸出手指，做了一个小声的动作，然后小心地从包里拿出 纸笔，用左手，歪歪扭扭写下一行字递给评委，而他的右肩一直让丈夫的脑袋靠着。评委们看那纸条上面写着：“别出声，他昨晚没睡好。”一个评委提起笔，在后面续写了一句话：“ 但是女士。” 我们得听你们夫妻俩的叙述哦。女人又写，那我们就不参加了。大家很吃惊，这个女人为了不影响丈夫睡觉，居然放弃这次机会。但评委们还是决定先不催他们，而是再等待一段时间。过了一会儿，男人醒了，评委们问他。 怎么那么累？男人不好意思地笑笑说：“我家住一楼，蚊子多。昨晚半夜我被蚊子叮醒了。我怕我老婆再被吵醒，所以后半夜就在为她赶蚊子。”最后的结果是，电台增加了两项奖项，将第一对夫妻评为 患难与共夫妻，将第二对夫妻评为相敬如宾夫妻，而真正的最恩爱夫妻奖却给了第三对夫妻。bây giờ chúng ta sẽ dịch từng câu một nhé. Điện thoại yêu chuyển chú ý đôi duy ân ai của phu chi. Nghĩa là đài phát thanh này. muốn chọn ra một cặp vợ chồng hòa hợp nhất, duy ân ai của phu chi. Đối bì hậu, có san đối phu chi rù với. Nghĩa sau các vòng tuyển chọn ấy, thì có ba cặp vợ chồng được vào vòng trong. 评委叫第一对夫妻说说他俩是如何恩爱的. Ban giám khảo thì đã gọi cặp vợ chồng đầu tiên nói về hai bọn họ đã hòa hợp với nhau như thế nào. Phu chi xua, chi zi xua, qiān jì nián tā quán shēn tān huàn le, yī shēng shuō tā zhàn qǐ lái de kè néng xìng hěn xiǎo. Nghĩa là người vợ nói thì mấy năm trước
thì cô ấy đã bị liệt toàn thân và bác sĩ nói là khả năng đứng dậy của cô ấy thì rất là nhỏ. Người ta cho rằng tha tự trọng phụ hội cân tha lý huân. Người khác thì có cảm giác rằng người chồng chồng của cô ấy sẽ ly hôn với cô ấy. Tha ye xiang guo yao zi sha, cô ấy cũng đã nghĩ đến cái việc tự sát. Tàn trọng phụ y chữ củ ly tha, vì tha bù chứ trọ lơ, tua sảo cha y yuan. Nhưng người chồng đã luôn luôn cổ vũ cô ấy, vì cô ấy mà không biết là đã tìm bao nhiêu là cái bệnh viện, đã tìm đến bao nhiêu cái bệnh viện. Bình chỉ nhắn如一日的照顾她从不抱怨, hơn nữa mà đã chăm sóc cô ấy ngày nào cũng như ngày nào, mấy năm kéo dài mấy năm. Chống bú bao yên là và không không oán trách gì cả. Từ trước đến giờ không oán trách gì cả. Chống à tại tại trong phủ tờ ai khu hờ nụ lì xa ta chung ý yêu chan chỉ lại ta chung ý yêu chan lại chỉ lại, nghĩa là dưới cái sự yêu thương và nỗ lực của người chồng thì cô ấy cuối cùng cũng đã đứng đứng dậy được. Tha tờ cu sử十分感人，评委们听了都很感动。Câu chuyện của cô ấy thì rất là cảm động và ban giám khảo đã nghe xong thì đều rất là cảm động. Suối hậu chỉ lái tờ sư đi ở đôi phu chi. Theo sau tiếp theo sau là cặp vợ chồng thứ hai. Tha lẻ xua chỉ Sử chỉ nén tờ hôn nhân sinh hoạt chung, tham mưu chung lại mấy vị nhân mấy vị nhân hợp sự hùng qua liệt chảo qua chạm, nghĩa là hai bọn họ nói là trong cái cuộc sống hôn nhân mười mấy năm trời thì họ từ trước đến giờ không không vì một không vì bất cứ chuyện gì mà giận nhau, hùng qua liệt giận giận dữ, chảo qua chả, cãi nhau mà y chí xiang chín xiang ai xiang jìn rú bín, mà luôn luôn yêu thương lẫn nhau và kính trọng, kính kiểu như tôn trọng nhau, xiang jìn rú bín, tôn trọng nhau như khách.评委们听了暗暗点头, ban giám khảo thì nghe và cũng gật gật đầu. Lớn tạo đi san tuổi phu chi là chưa hẳn chẳng sẽ chen bù chen lớn, nghĩa là tiếp theo sau tiếp theo là đến cặp vợ chồng thứ ba, nhưng mà lại không nhìn thấy người đâu, nghĩa là rất hẳn chẳng sẽ chen là lâu, nghĩa là đã qua qua một khoảng thời gian mà vẫn không nhìn thấy người đâu, không thấy người đâu cả.评委们等得有些不耐烦，就走出来看个究竟。Ban giám khảo thì đợi nó có phần hơi sốt ruột, có phần hơi sốt ruột, liền đi ra ngoài và xem kết quả, xem kết quả như nào, xem vấn đề gì. Chỉ见第三对夫妻仍然坐在门口, nghĩa là chỉ nhìn thấy cái đôi vợ chồng thứ ba vẫn cứ ngồi ở trước cửa. Nam nhân tự đầu khao tại nữ nhân tự chân bàn sang suy chó lơ, nghĩa là đầu của người chồng thì tựa vào vai của người vợ mà ngủ ngủ. Ý cơ phiếu ấy giao sang chén hán xỉn là cờ nán tợ. Một cái một một người ban giám khảo đã muốn muốn đến muốn đến để gọi gọi cái người nam đó dậy. Tha
女的却伸出手指，做了一个小声的动作。 Nghĩa là người con gái, người vợ đó, người vợ lại giơ ngón tay ra và làm một cái dấu hiệu, làm một cái động tác là nhỏ, nhỏ tiếng một chút. Rồi sau đó, sau đó thì đã cẩn thận cầm giấy và bút từ trong túi ra. 用左手歪歪扭扭写下一行字递给评委。 Nghĩa là dùng cái tay trái của mình, dùng tay trái viết nguệch ngoạc một hàng dòng chữ và đưa cho ban giám khảo. 而她的右肩一直让丈夫的脑袋靠着。 Mà cái vai bên phải của cô ấy luôn luôn để cho đầu của người chồng tựa vào. 评委们看那纸条上面写着别出声，他昨晚没睡好。 Những người ban giám khảo thì đã nhìn vào cái tờ giấy, nhìn vào trên tờ giấy viết đừng có lên tiếng, biếu chu sông. Anh ấy tối hôm qua đã không ngủ đủ. 一个评委提起笔在后面续写了一句话。 Nghĩa là một người ban giám khảo đã cầm bút lên và viết tiếp một câu ở đằng sau. 但是女士，我们得听你们夫妻俩的叙述啊。 Nhưng mà cô gái, chúng tôi phải nghe câu chuyện của hai vợ chồng cô. 女人又写，那我们就不参加了。 Người con gái lại viết, vậy chúng tôi không tham gia nữa. 大家很吃惊, mọi người rất là ngạc nhiên. 这个女人为了不影响丈夫睡觉, 居然放弃这次机会。 Người con gái này để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người chồng mà lại bỏ qua cái cơ hội lần này. 但评委们还是决定先不催他们, 而是再等待一段时间。 Nhưng ban giám khảo vẫn quyết định là không vẫn quyết định là không giục bọn họ, mà đợi một lúc xem. 过了一会儿, 男人醒了. Một lúc sau thì người con trai tỉnh dậy. 评委们问他怎么那么累. Ban giám khảo hỏi, anh làm sao mà lại mệt như vậy? 男人不好意思地笑笑说, người con trai đã vừa cười một cách ngượng ngùng mà nói, 我家住一楼,蚊子多, 昨晚半夜我被蚊子叮醒了,我怕我老婆再被吵醒, 所以后半夜就在为她赶蚊子。 Nghĩa là nhà của tôi thì ở tầng 1, muỗi rất là nhiều. Nửa đêm hôm qua tôi bị muỗi đốt cho tỉnh dậy. Tôi sợ là của pa của lão bố trai bay trói xỉn. Tôi sợ là vợ tôi lại bị làm tỉnh giấc. Số gì hậu ban yê chưa dài quay tha cả vấn sự. Cho nên nửa, nghĩa là từ nửa đêm đến sáng thì đã đuổi muỗi cho cô ấy. 最后的结果是, kết quả cuối cùng là 电台增加了两项奖项, đài phát thanh, nhà đài đã
tăng tăng thêm hai giải, đã bổ sung thêm hai giải, đó là chàng tỷ y đôi phu chi bình với hoa nạn ủy công phu chi, nghĩa là đã bình cho cái cặp vợ chồng đầu tiên là cặp vợ chồng hoạn nạn cùng hoạn nạn có nhau, cặp vợ chồng hoạn nạn đều có nhau này. Chàng tỷ y đôi phu chi bình với xiang jing ru bin phu chi, nghĩa là bình cho cặp vợ chồng thứ hai là cặp vợ chồng tôn trọng nhau, luôn luôn tôn trọng nhau như khách ạ. Er zhen zheng de zui en ai fu qi jiang que gei le di san dui fu qi, và mà cái giải cặp vợ chồng hòa hợp nhất lại trao cho cặp vợ chồng thứ ba. Rồi, các bạn đã hiểu cái câu chuyện này không ạ? Câu chuyện nói về ba cặp vợ chồng đúng không ạ? Một cặp cặp vợ chồng đầu tiên là trong mọi hoàn cảnh khó khăn thì đều luôn luôn cổ vũ và động viên chăm sóc cho nhau. Còn cặp vợ chồng thứ hai thì rất là luôn luôn thương yêu và kính trọng nhau. Và cặp vợ chồng thứ ba thì quả thật là một cái việc rất rất là nhỏ trong cuộc sống thôi, nhưng mà cũng đã thể hiện là cái sự lo lắng thương yêu của hai người dành cho nhau, đúng không ạ? Và trên đây là toàn bộ nội dung và phần phân tích dịch nghĩa của phần bài khóa bài 1 trong quyển giáo trình HSK5 giáo trình chuẩn. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy đừng quên đăng ký kênh Tiếng Trung Không Khó của mình và chia sẻ video này cho mọi người cùng học. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. 谢谢